Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị. Tập 115. Chương 1141. Thực ra hắn vẫn luôn ở đây. 2. Thái tử nhìn Thư Vu, nhíu mày nói, bản cung luôn tôn kính nhân cách của đại học sĩ, nhưng hôm nay nghe được nhìn được, lại thực sự thất vọng. Không ngờ ngài lại che giấu tội đồ của triều đình. Năm xưa phụ hoàng từng đặt biết bao niềm tin vào đại học sĩ, không ngờ nay đại học sĩ lại hồ đồ và tàn nhẫn như vậy. Không biết sau này ngài còn mặt mũi nào đối diện với phụ hoàng của ta. Ánh mắt thái tử dần lạnh lẽo, một luồng khí thế uy nghiêm hiếm khi thể hiện trên người hắn, bắt đầu theo lời nói của hắn, từ từ lan truyền đến các thần tử trong điện. Đại học sĩ Thư Vu âm mưu cấu kết với Khâm Phạm triều đình, giả mạo chiếu thư tiên đế. Bắt lấy hắn, trục xuất ra khỏi điện. Niệm tình tuổi tác đã cao, giam vào trong ngục chờ sau này thẩm vấn. Nghe lời này, cả điện xôn xao. Các đại thần Khánh Quốc đều hiểu rõ, trong chuyện tranh giành hoàng quyền, chưa bao giờ có sự khoan dung. Đặc biệt hôm nay Thư Vu cứng rắn đưa ra cái gọi là di chiếu, chắc chắn thái tử sẽ dùng phương thức cứng rắn nhất để trấn áp. Nhưng trong lúc nhất thời mọi người vẫn thấy chưa quen, thái tử vốn rất ôn hòa, nay chỉ trong chốc lát đã thể hiện khí phách bá đạo giống như bệ hạ vừa tạ thế. Giữa thời khắc này, trong lòng mỗi người như có tiếng mõ bị gậy gỗ bị gõ nhẹ, phát ra âm thanh khô khan. Bởi tiếng kêu gào đau thương của Thư Vu, quá trình đăng cơ của thái tử bị cắt đứt. Tất cả các đại thần đều đã đứng dậy, chiếc áo choàng đen hoặc trắng phất phơ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tay áo khẽ lay động. Bên trong thái cực điện, tất cả các đại thần lặng ngắt như tờ, nhìn mấy tên thái giám đỡ lấy hai tay Thư Vu. Đồng thời, họ liếc nhìn bên ngoài điện, loáng thoáng thấy nhiều người đi lại, hẳn là thị vệ trong cung, những thị vệ này cầm theo đoàn đao. Các đại thần đều biết, nếu hôm nay nếu làm không tốt, chỉ e sẽ dẫn tới kết bi thảm toàn bộ đại điện đẫm máu. Thư Vu cười khổ một tiếng, không vùng vẫy vô nghĩa, để thái giám bên cạnh trói chặt cánh tay, những việc cần làm ông đã làm hết rồi. Nếu bây giờ, các đại thần trong điện vẫn im lặng trước uy thế của Thái hậu, địa vị thái tử và thế lực trưởng công chúa, thế thì cho dù ông có lấy ra di chiếu ra cũng vô ích. Nếu thái hậu nói di chiếu là giả, thì ai dám khẳng định đó là thật. Ông lắc đầu, ngước đôi mắt già nua nhìn thái hậu một cái, trong lòng thở dài. Tại sao Phạm Nhàn nhất định không dùng di chiếu liên hệ với các đại thần? Nếu đêm qua y gặp gỡ liên lạc với các đại thần, mang theo di chiếu hộ thân, chắc những đại thần kia sẽ can đảm hơn một chú, đâu đến mức như hôm nay, để mình rơi vào cô độc. Di chiếu do Khánh Đế tự tay viết, tất nhiên không bị Thái Hậu ném vào lửa đốt. Chỉ có mảnh giấy trắng trong phong thư bị đốt, kèm theo đó là đốt cháy hy vọng cuối cùng mà đại học sĩ Thư Vu đặt vào Thái Hậu. Đám thái giám vừa nâng đỡ và vừa lôi kéo Thư Vu ra khỏi điện. Bên ngoài điện, các thị vệ mang khí thế sát phạm đang chờ đợi. Thái tử thở phào nhẹ nhõm, những văn thần tính cách quật cường cuối cùng cũng phải cúi đầu trước uy quyền của Hoàng thất, không dám làm càn. Trong lòng Thái hậu cũng dần dần bình tĩnh lại, mong sớm đưa lão già Thư Vu không biết thời thế ra khỏi đây, để nghi lễ đăng cơ của thái tử kết thúc thuận lợi. Thư Vu vừa bị lôi đi một cách chật vật, vừa đi vừa nghĩ trong lòng, không khéo thanh danh của mình sẽ mất hết từ đây. Có lẽ ông sẽ không chết ngay tại đây, nhưng khi thái tử thực sự ngồi vững trên ngôi, thứ đón chờ ông tương lai là một chén rượu độc hay một giải lụa trắng. Đúng lúc ấy, nhiều người nghe thấy một tiếng thở dài mơ hồ. Tiếng thở dài đến từ người đứng đầu hàng văn quan, chính là đại học sĩ thủ tịch, người khởi xướng phong trào văn hóa mới ở Khánh Quốc, có uy tín rất cao trong triều. Hồ đại học sĩ, nhìn Thư Vu, cười khổ lắc đầu. Sau đó hắn bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, dập đầu và cất tiếng, thần xin thái tử điện hạ thu hồi chỉ dụ. Quần thần xôn xao, thái hậu khẽ biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo run rẩy. Bà không ngờ Hồ đại học sĩ dám đứng lên trong thời khắc này. Cho dù hắn có quan hệ rất tốt với Thư Vu, nhưng trong giây phút thiêng liêng truyền quốc này, Hồ đại học sĩ cúi đầu, ba tấc râu trắng dưới cằm cực kỳ thản nhiên, nói, bệ hạ đã có di chiếu, thần dám xin chỉ dụ của Thái hậu, tuyên bố ý chỉ của bệ hạ ngay tại điện này. Không đợi Thái hậu và Thái tử phản ứng, Hồ đại học sĩ tiếp tục nói, sự việc Đông Sơn mang nghi vấn chồng chất. Nếu Đạm Bạc Công đã về kinh, nên triệu vào cung, trình bày cái gọi là di chiếu ấy. Về tội mưu phản, cần tam ti điều tra, sao lại dựa vào tin tức quân đội để kết tội sơ sài. Sinh tử của bệ hạ là sự việc trọng đại,
cho đến nay vẫn chưa thấy di thể, chưa nghe phản hồi từ hổ vệ, giám sát viện lại hoàn toàn rối loạn. Chương 1142, thực ra hắn vẫn luôn ở đây. Càng nói, lời lẽ của vị thủ lĩnh quan Văn Khánh Quốc càng nhanh, đến nỗi Thái Hậu lạnh lùng phủ nhận cũng không ngăn cản được. Thần nghĩ việc khẩn cấp cần làm là phải biết rõ chân tướng ở Đông Sơn. Và người duy nhất biết rõ chân tướng Đông Sơn chính là Đạm Bạc Công. Di chiếu là thật hay giả, dẫu sao cũng phải xem thử. Có nên băm Đạm Bạc Công thành trăm ngàn mảnh hay không, cũng cần bắt lại trước đã. Thần cho rằng, việc truy bắt Đạm Bạc Công về tra xét mới là điều cấp bách nhất. Kính mong Thái Hậu minh giám. Trên điện trầm mặc một thời gian dài, cuối cùng Thái Hậu cũng lên tiếng, nhìn Hồ Đại học sĩ nói ba lần liên tục. Được, 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 được lắm, cái tên sát hồ của ngươi. Sát hồ chính là biệt danh mà Hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc đã đặt cho Hồ Đại học sĩ để tưởng thưởng lòng chính trực và thanh liêm của hắn. Hôm nay, trong điện này, sau khi trầm mặc một thời gian dài, Hồ Đại học sĩ bất ngờ phát ra tiếng vang mạnh mẽ trước mặt Thái Hậu và Thái Tử. Không hề nhường bước, từng câu từng chữ đều chỉ thẳng vào những tình tiết bị che giấu. Con mắt Thái Hậu dần dần híp lại, hàn quang dần lan tỏa. Nhưng gương mặt của Thái Tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, con mắt quét qua phía dưới. Trong triều đình đương nhiên Thái Tử cũng có những thân tín của mình. Mặc dù bị tác động bởi thủ đoạn của trưởng công chúa, đám đại thần thường xuyên đung đưa giữa Thái Tử và nhị hoàng tử, nhưng trong thời khắc này, bọn họ vẫn dũng cảm đứng về phía hắn. Thượng thư bộ lại nhan hành thư nhìn Hồ Đại học sĩ, lạnh lùng nói, lúc trước Thái Hậu đã hạ lệnh tước bỏ tước vị của Phạm Nhàn, tịch biên Phạm gia. Nhưng Đại học sĩ vẫn gọi hắn ta là Đạm Bạc Công, không biết có phù hợp hay không. Phạm Nhàn đã phạm tội mưu phản, hôm nay hai vị đại học sĩ vẫn không ngừng bào chữa cho hắn ta, không biết phía sau việc này có bí mật gì không thể nói với người khác. Lúc này thư vu đang ở cửa vừa bất ngờ lại vừa vui mừng nhìn Hồ Đại học sĩ đang quỳ dưới ghế rồng. Hồ Đại học sĩ không nhìn về phía thượng thư đại nhân, nói với vẻ khinh miệt, thần là thần tử của Khánh Quốc, là thần tử của bệ hạ. Thần là đại học sĩ đứng đầu trong môn hạ trung thư, phụng chỉnh xử lý quốc sự. Nếu bệ hạ có di chiếu, thần cần phải xem, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt người khác. Lúc này, tâm trạng của ba hoàng tử ngồi dưới ghế rồng đều rất phức tạp. Trong lòng nhị hoàng tử mỉa mai Thái Hậu và Thái Tử, nghĩ rằng vì ngai vàng, các ngươi quyết định đi theo con đường quang minh chính đại, có gặp nhiều rắc rối như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đại hoàng tử thì giữ vẻ mặt trầm tư, âm thầm suy nghĩ về di chiếu mà hai đại học sĩ đã nói, không biết đây là thật hay giả. Chỉ có tam hoàng tử nhỏ tuổi nhất nhẹ nhàng cúi đầu, cảm nhận bắp chân cứng đờ, trong lòng phát lạnh. Hắn tự hỏi nếu sau này một đám thị vệ xông vào, mình nên làm gì? Tất nhiên là không thể để mặc Thái tử ca ca giết sạch những lão đại thần này được. Thái tử đứng bên cạnh ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống Hồ Đại học sĩ đang quỳ phía dưới, tâm trạng rất phức tạp. Hắn nghĩ phán đoán của cô quả không sai, trong hai cánh tay của Khánh Quốc, ngoài cánh tay quân đội ra, cánh tay văn thần này vẫn luôn có ý thức riêng. Ý thức này được hoàng đế cho phép họ có, nhưng bây giờ, nó lại tạo ra biết bao rắc rối cho con đường đăng cơ của Thái tử. Hai vị đại học sĩ đều lên tiếng. Trong lòng, Thái tử tự chế giễu, sau đó lạnh lùng nói, thân là thần tử nhưng lại ngụy tạo di chiếu. Hồ Đại học sĩ, ngài nên tự suy ngẫm mình. Lời này mới nói ra, một thái giám thị vệ khác đã tiến lên đỡ lấy hai bên của Hồ Đại học sĩ. Khoảnh khắc ấy, bên trong Thái cực điện tràn ngập không khí hoảng loạn. Hai vị đại học sĩ từ môn hạ trung thư đều phản đối việc Thái tử lên ngôi. Cả hai vị đại học sĩ đều sẽ bị bắt bỏ tù. Trong lịch sử Khánh Quốc, có bao giờ xuất hiện tình huống như thế này? Không một bậc đại thần nào có thể nhớ ra được, họ chỉ biết hai vị đại học sĩ này là thủ lĩnh của giới quan văn. Nếu Thái tử không thể thu phục họ một cách công khai mà chỉ dùng đến biện pháp bạo lực để chèn ép, cuối cùng sẽ gây ra nhiều vấn đề. Đó là vấn đề trong lòng triều đình. Và vấn đề này, ngay lúc đại học sĩ Hồ bị áp giải ra ngoài Thái cực điện đã ngay lập tức bộc lộ. Trong khi Hồ Đại học sĩ và Thư Đại học sĩ đứng ở cổng điện nhìn nhau mỉm cười, các quan văn đã đứng trang nghiêm một lúc lâu bên trong Thái cực điện bỗng đồng loạt quỳ xuống, một khoảng rộng đen nghịt. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1143, cuộc gặp gỡ bí mật trong hẻm Dương Thông, 1.
Xin Thái Hậu suy xét kỹ lưỡng, xin Thái tử Điện Hạ nghĩ lại. Hơn một nửa các quan văn đã quỳ xuống chỉ trong tích tắc, đồng thanh hô vang. Đây không chỉ là việc xin ban ơn cho hai vị đại học sĩ, mà còn là một hành động thách thức đối với hai bà cháu trên ngai vàng. Nhằm bày tỏ với dòng họ Lý, trong triều đình Khánh Quốc này không chỉ hai vị đại học sĩ không sợ chết, còn có rất nhiều người khác. Văn quan thuộc phe trưởng công chúa cùng dãy tướng lĩnh quân sự luôn im lặng kia chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi biến sắc. Bọn họ không hiểu các quan văn quỳ gối trước mắt mình đang nghĩ gì, đang muốn gì. Chẳng lẽ các quan văn này thực sự muốn giúp Phạm Nhàn thoát tội, thật sự muốn ngăn cản thái tử lên ngôi? Ngoài cái tên cái miệng kia ra, những quan văn kia còn có thực lực gì chứ? Nhìn đám đại thần đông đúc dưới chân, Thái hậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, dường như không thể giữ vững. Cuối cùng gương mặt của thái tử cũng khó giữ được bình tĩnh, trở nên âm u. Hắn không ngờ một bức di chiếu không hề xuất hiện trước mặt mọi người lại gây ra tai họa lớn như thế cho lễ đăng cơ hôm nay. Trên đời này liệu có kẻ nào không sợ tử vong? Có lẽ là không. Nếu như tất cả văn quan đều quang minh lỗi lạc, tận tâm bất chấp sinh tử như vậy, thế thì Khánh Quốc còn cần giám sát viện làm cái gì? Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của thái tử có phần hoảng hốt. Hắn không hiểu vì sao lại có nhiều người phản đối mình đến thế. Thường ngày hắn chẳng hề phát hiện ra, những quan viên đang quỳ gối trước mắt hầu hết đều thuộc phe trung lập. Phải chăng Phạm Nhàn đã yểm một loại cũng thuật nào đó đối với họ? Giết hết họ, nếu không giết thì phải làm sao? Thái tử cảm thấy một cơn đau từ mi tâm lan khắp não bộ, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Phạm Nhàn, hóa ra ta đã đánh giá thấp năng lực của ngươi ở kinh đô. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Thái hậu đã ngồi trở lại trên ghế, trong, khóe môi hạ giọng thấp mắng ra một cái tên, mới khiến thái tử nhớ ra, cảnh tượng quần thần quỳ xuống can gián này chẳng phải là điều mà Phạm Nhàn có thể làm được. Lúc này, thái tử mới nghĩ ra, kể cả cô mẫu, dường như mọi người đều đã lơ là quên đi một người. Người đã dây dưa với cô mẫu suốt hơn 10 năm, bị bệ hạ trục xuất khỏi kinh đô, ẩn cư tại Ngô Châu mấy năm. Và người ấy, trong quá khứ đã quyền khuynh triều chính, có vô số môn sinh, tể tướng cuối cùng của Khánh Quốc là Lâm Nhược Phủ. Một bức di chiếu đã gây ra sự hỗn loạn lớn trong triều đình. Quần thần đấu tranh quyết liệt, như thể ai cũng từng nhìn thấy bức di chiếu ấy vậy. Tuy nhiên, qua lời của thư đại học sĩ, mọi người đều hiểu rõ rằng bức di chiếu có thể làm lung lay vị thế của thái tử giờ vẫn còn trong tay Đạm Bạc Công Phạm Nhàn. Tiểu Phạm đại nhân hiện đang ở đâu? Tạm gác lại cảnh tượng sẵn sàng đổ máu ba thước trong Thái Cực Điện, những thế lực quyết tâm giúp thái tử lên ngôi. Kể cả trưởng công chúa vẫn luôn ẩn mình phía sau màn che nhưng thực chất là nguồn gốc của việc kinh đô rối loạn, đều đang ngửi ngửi không khí trong kinh đô, cố tìm ra nơi Phạm Nhàn đang trốn. Bắt được Phạm Nhàn, giết chết Phạm Nhàn, tiêu diệt Phạm Nhàn, phá hủy di chiếu, thế thì cho dù triều đình có rối ren đến đâu cũng chỉ giới hạn ở mức đó. Hai đại học sĩ Thư và Hồ mất đi chỗ dựa cuối cùng, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lại xúi dục các quan văn chống lại hoàng quyền. Mãi đến hôm nay, trong Thái Cực Điện mới chính thức tuyên bố Phạm Nhàn là thủ phạm sát hại hoàng đế, mang tội phản quốc, nhưng việc truy lùng và ám sát Phạm Nhàn bên ngoài cung đình đã diễn ra từ nhiều ngày trước. Dù vậy, kinh đô quá rộng lớn, thế lực trong tay trưởng công chúa thậm chí có thể mơ hồ chi phối cả kinh đô nhưng vẫn không cách nào tìm ra manh mối nào về Phạm Nhàn trong hàng vạn người. Thậm chí trưởng công chúa cũng không cách nào ngăn cản Phạm Nhàn bí mật gặp Thư Vu vào đêm trước ngày thái tử lên ngôi, đồng thời còn âm thầm làm nhiều việc như vậy. Không ai biết Phạm Nhàn đang trốn ở đâu. Một con hẻm nhỏ hẻo lánh, cách trung tâm hoàng quyền trong kinh đô khá xa, cũng không gần những phủ đệ sang trọng, nhưng nơi đây lại rất yên tĩnh. Không khí u buồn và hoảng loạn của người dân trên đường không thể xâm nhập vào con hẻm này. Chỉ có vài cây xanh tự do đung đưa cành lá trong thời tiết đầu thu. Hẻm này có tên là hẻm Dương Thông, một cái tên không gây chú ý. Ở cuối hẻm là một tiểu viện. Khoảng 2 năm trước, không rõ ai đã mua nó. Hơn nửa năm trước, có một nữ nhân dẫn theo vài hạ nhân đến ở. Không ai biết nữ nhân này là ai, vì sao lại có thể mua được một tiểu viện thanh tĩnh như vậy. Nhưng suốt hơn nửa năm qua, chưa từng có khách đến thăm. Chương 1144, cuộc gặp gỡ bí mật trong hẻm Dương Thông, 2. Hôm nay, bên trong cung điện, một cuộc tranh đấu sinh tử đang diễn ra giữa các phe phái. Nhưng kẻ đã gây ra tất cả, giờ đây lại ngồi thong thả dưới gốc cây trong sân viện, vừa thưởng thức trà nóng, vừa suy tư. Phạm Nhàn mặc bộ y phục bằng vải xanh thô,
khuôn mặt đã được làm cho khác đi chút ít, dù vẻ đẹp khuynh thành vẫn không suy giảm, nhưng làm cho bề ngoài thêm phần thành thật. Đầu ngón tay y nhẹ nhàng xoay chiếc chén nhỏ còn nóng, bỗng nhiên nhíu mày, hỏi mỹ nhân với đôi mắt sâu thẳm hút hồn bên cạnh, ngoài Hòa Thân Vương ra, còn ai biết tiểu viện này của ngươi không? Mỹ nhân kia mím môi, lắc nhẹ đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò và hưng phấn. Cô nhìn Phạm Nhàn, kẻ bị cho là hành thích quân vương nhưng có vẻ gì là sợ hãi. Đúng vậy, tiểu viện này chính là nơi Phạm Nhàn mua lại bí mật từ trước, sau đó tặng cho đại hoàng tử làm chốn yêu đương riêng tư. Và vị mỹ nhân với dáng vẻ cùng nét mặt khác hẳn với những thục nữ đoan trang của Khánh Quốc, rõ ràng là công chúa của bộ lạc Tây Hồ nào đó. Từng theo quân viễn chinh phía Tây về kinh, gây không ít phiền nhiễu cho Phạm Nhàn ở Giang Nam suốt một năm qua. Ngoài qua tay Đặng Tử Việt, không ai biết người mua tiểu viện này chính là Phạm Nhàn. Sau khi biếu đại hoàng tử, với tính cách sợ vợ của đại hoàng tử, việc này càng khó lòng bị tiết lộ. Vì vậy, sau khi liên kết các quan viên trong đêm hôm qua, Phạm Nhàn không trở lại trọ mà đến tiểu viện này, hoàn toàn không lo trưởng công chúa sẽ đoán ra. Xung quanh Phạm Phủ và giám sát viện đều có người canh giữ. Nhà của Vương Khải Niên cũng có thể bị các cao thủ trong cung giám sát, Phạm Nhàn không muốn mạo hiểm. Chỉ có tiểu viện trong con hẻm này mới đảm bảo an toàn cho y, đồng thời thuận tiện liên lạc với những nhân vật then chốt. Nghe câu trả lời tò mò của Mã Tác Tác, Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, đứng dậy từ trên ghế, bình thản nhìn về phía cửa sau mở ra từ bên hông ngõ hẻm. Bởi y nghe thấy có tiếng động của người đang bước về phía căn nhà này, rõ ràng không phải đại hoàng tử mà y đợi chờ. Tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo là tiếng ken két, cánh cửa gỗ của tiểu viện vô danh bị người ngoài đẩy mở. Mã Tác Tác kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng che miệng lại. Tất cả hạ nhân trong viện này đều do thiếu gia họ Phạm mua về, chưa bao giờ có người lạ nào đến đây. Vậy vị khách này là ai? Cô quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, hạ giọng cảnh báo, thiếu gia, mau trốn đi. Phạm Nhàn không chạy, chỉ nhìn người phụ nữ bước vào từ cửa sau rồi mỉm cười, ánh mắt phức tạp. Sau đó y cúi đầu thi lễ và nói, kính chào Vương Phi. Người đến không phải là Hòa Thân Vương mà là Hòa Thân Vương Phi, Đại Công Chúa Bắc Tề. Đại công chúa vẻ mặt bình thản, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn Phạm Nhàn một lúc rồi cúi đầu đáp lễ, kính chào tiểu công gia. Phạm Nhàn chắp tay nhường đường, lắc đầu cười khổ trong lòng. Y đang chờ đại hoàng tử nhưng lại gặp được Vương Phi, từ đó có thể thấy rằng đại hoàng tử kiêng kỵ thê tử đến mức cả chốn riêng tư cũng báo cáo cho đại công chúa. Tác Tác, vào trong trước đi. Phạm Nhàn vẫy tay, biết Vương Phi không muốn thấy vị thiếp thất yêu kiều người Tây Hồ này, ra hiệu cho Tác Tác lui vào phòng trong. Vương Phi đến đây một mình, tuy trên người không cố ý cải trang nhưng rõ ràng cũng đã được sắp đặt kỹ càng. Phạm Nhàn im lặng nhìn cô một lúc, giơ tay mời cô ngồi xuống, sau giây lát mới nói, Vương Phi quả là can đảm. Biết chắc chắn trong cung có người rình mò Hòa Thân Vương Phủ, vậy mà vẫn dám đến đây một mình để gặp ta. Đêm qua sau khi liên lạc với các quan viên bên Văn Thần, người Phạm Nhàn muốn gặp nhất chính là đại hoàng tử đang nắm quyền chỉ huy cấm quân. Nhưng theo lời đồn, Ninh Tài Nhân đã bị nhốt trong Hàm Quang Điện, xung quanh Hòa Thân Vương Phủ cũng có nhiều tai mắt của cung đình. Vì vậy, Phạm Nhàn đã để lại thông điệp trong Vương Phủ, hy vọng đại hoàng tử sẽ nghĩ cách liên lạc với mình. Nhưng không ngờ, người đến hôm nay lại là Vương Phi. Tiểu Phạm đại nhân quả thực đúng là gan to bằng trời. Vương Phi mỉm cười đáp lại, biết rõ các phe phái trong kinh đô đang gấp rút truy tìm ngài. Biết rõ hôm nay thái tử sẽ đăng cơ, vậy mà ngài vẫn có thể thản nhiên ngồi trong tiểu viện để mặc thời thế trôi qua. Thực sự không biết ngài đã có kế hoạch từ trước hay đang bế tắc đây. Có kế hoạch không phải là thật, còn bế tắc cũng chỉ là giả. Phạm Nhàn nhìn gương mặt dịu dàng của Vương Phi, nhẹ nhàng nói, nếu không có suy nghĩ gì, làm sao lại kinh động đến Vương Phi. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1145, cuộc gặp gỡ bí mật trong hẻm Dương Thông. À. Vương Phi ôn tồn đáp, hiện tại tình thế kinh đô đang rất nguy cấp, vương gia nhà ta phụ trách cấm quân, tuyệt đối không thể về phủ. Vậy nên nếu Phạm đại nhân muốn gặp chàng ấy, sợ rằng sẽ hơi khó khăn. Có điều không biết tiểu Phạm đại nhân có gì khó xử, ta mạo muội đến đây, mong tiểu Phạm đại nhân đừng trách. Phạm Nhàn chìm vào trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói, đại công chúa, hiện giờ ta bị coi là kẻ phản nghịch hành thích quân vương, cô đã dám đến gặp ta.
hỏi ta có gì khó xử, vậy chắc hẳn là hiểu ý của ta. Vương Phi ánh mắt dao động, không biết nên đáp thế nào. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lát, đến gần Vương Phi nửa bước, nhẹ giọng nói, chẳng hay Vương Phi còn nhớ, năm xưa từ Bắc Tề tới phía Nam, trong ngoài xe ngựa, chúng ta từng nói gì. Vương Phi hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, ước định tất nhiên sẽ không quên. Nhưng thời thế đã thay đổi, hiện giờ kinh đô quá nguy hiểm, vương gia chỉ dựa vào cấm quân để chèo chống, nếu đại nhân thật sự muốn làm chuyện lớn, chỉ e vương gia nhà ta khó mà đủ sức. Ta chỉ là một người đàn bà, càng không thể gánh vác, chèo chống. Phạm Nhàn mỉm cười, Vương Phi đề cập đến việc luân chuyển quân phòng. Vệ kinh đô hôm qua, Vương Phi im lặng, Phạm Nhàn thở dài. Việc luân chuyển quân phòng vệ kinh đô quả thực chính là điểm yếu của y, đồng thời cũng là điểm yếu của đại hoàng tử. Trước kia, quân phòng vệ đô luôn nằm dưới sự khống chế của họ Diệp. Sau đó, Tần Hằng thuộc thế hệ thứ hai của Tần gia đã nắm chức thủ lĩnh trong 2 năm. Cho đến năm ngoái, vì vụ mưu sát ở Sơn Cốc, Hoàng thượng đã lợi dụng cơ hội để cải tổ lực lượng trong triều. Điều Tần Hằng vào khu mật viện làm phó sứ, bổ nhiệm Tạ Tô phó soái của đại hoàng tử thời Tây Trinh giữ chức thống lĩnh của quân phòng vệ kinh đô. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi từ hôm qua, sau khi Thái hậu ổn định tình hình trong cung. Mệnh lệnh đầu tiên của bà là bãi nhiệm Tạ Tô, đồng thời phục hồi chức vụ của Tần Hằng làm thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô. Tạ Tô bị cách chức oan uổng, nhưng do cấm quân chịu áp lực quá lớn từ sự kiện bệ hạ bị ám sát, đại hoàng tử không thể lên tiếng. Hơn nữa, vị dũng tướng năm xưa mới được giao trọng trách bảo vệ kinh đô chưa đầy nửa năm, chưa kịp xây dựng thế lực, thế nên Tần gia càng dễ dàng nắm lại quyền kiểm soát. Đại hoàng tử và Tạ Tô cũng không còn cách nào khác. Điều này cũng khiến Phạm Nhàn rất đau đầu. Quyền kiểm soát quân phòng vệ kinh đô đã thay đổi, nếu không tính đến đề nghị của Hứa Mậu Tài ở Thủy quân Giao Châu. Hiện tại, tất cả binh lực bên ngoài kinh đô đều rơi vào tay nhà Tần. Y nhìn Vương Phi, cau mày nói, quân phòng vệ kinh đô thường trú ở Nguyên Đài, chỉ cần 13 cửa thành không gặp rắc rối, vẫn có thể kiểm soát được tình hình trọng yếu trong kinh. Vẫn phải nhờ cấm quân, ta chưa từng quên lời hứa với đại nhân. Vương Phi đáp, nhưng ngài mới trở về từ Đại Đông Sơn, có lẽ không biết hiện giờ kinh đô và cung cấm được bảo vệ nghiêm ngặt đến thế nào. Bây giờ vương gia vẫn có thể kiểm soát được cấm quân, đó là vì Thái hậu vẫn chưa hạ chỉ. Phạm Nhàn im lặng. Vương Phi tiếp tục, tại sao Thái hậu lại yên tâm để vương gia nắm quyền chỉ huy cấm quân? Bởi vì bà ấy biết, vương gia là người thẳng tính, chàng không gây rối, không nghĩ đến việc tạo phản. Không đợi Vương Phi nói hết, Phạm Nhàn đã cười phá lên, tình thế bây giờ là, có kẻ đang tạo phản trong cung. Vương Phi cười cay đắng nói, vấn đề là, ai ngồi trên ngai vàng ở Thái Cực Điện, người đó mới có quyền quyết định kẻ nào là phản nghịch. Nếu bây giờ ngài đang ở trong cung, bên cạnh Thái hậu, đọc lời di chiếu đã được truyền bá ra ngoài ngày hôm nay, ta dám chắc vương gia sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của ngài. Hãy lấy di chiếu ra đi. Vương Phi đột nhiên khuyên nhủ, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc công bố di chiếu lúc này vẫn còn có thể vãn hồi, nếu không chỉ có nước bị động chịu trận. Không được, vẫn còn nhiều người chưa hành động, ví dụ như nhạc mẫu của ta. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, di chiếu còn trong tay ta, ít nhất vẫn có thể duy trì bình yên trong một thời gian. Một khi di chiếu thực sự được công bố, hai bên sẽ chỉ còn cách đối đầu. Vương Phi nhẹ nhàng mỉa mai, đến lúc này rồi, không lẽ ngài vẫn muốn giữ vẻ thanh cao đạm bạc? Phạm Nhàn cười tự giễu nói, ta không phải kẻ ngốc. Lý do ta không công bố di chiếu cũng giống với lý do trước đây Vương Phi nói tại sao vương gia phải im lặng. Về cơ bản là như nhau. Hắn chăm chú nhìn Vương Phi, chậm rãi nói, Ninh Tài Nhân còn trong cung, đương nhiên vương gia không thể làm gì. Đừng quên, phu nhân và tiểu thiếp của ta cũng đang ở trong cung, nếu thật sự công khai gây chiến, cả ta và vương gia đều không thể chịu đựng được tổn thất lớn như vậy. Chương 1146, ai có thể giữ được tâm ý đạm bạc? 1. Nghe vậy, Vương Phi im lặng, không nói thêm điều gì. Cả cô và Phạm Nhàn đều hiểu rõ ý nhau, sau khi ba kỵ sĩ vào kinh đô, những chỉ dụ của Thái hậu dường như được ban ra một cách vội vàng, giờ đây đã dần dần phát huy tác dụng. Đương nhiên, những chỉ dụ ấy có thể gây ra hạn chế lớn đối với đại hoàng tử cũng vì Thái hậu đã nhìn thấu tính cách thật sự của cháu trai mình. Không coi trọng mẹ đẻ mà chỉ tìm lợi ích, trong mắt Thái hậu, Phạm Nhàn có thể là nhân vật tà ác như vậy, nhưng đại hoàng tử thì không. Chỉ trong một đêm mà đạm bạc công đã gây chấn động kinh đô.
Mặc dù hoàng cung đã khống chế Phạm phủ, theo dõi giám sát viện, nhưng ngươi vẫn có năng lực của mình. Vương Phi nhíu mày nói, cho nên ta không hiểu. Không hiểu gì? Không chờ Vương Phi nói hết lời, Phạm Nhàn lắc đầu nói, muốn giải quyết việc này nhất định phải từ trong cung, cho dù náo động bên ngoài bao lâu cũng không thể chạm tới gốc rễ. Mà muốn vào cung giải quyết, nhất định phải có trợ giúp của Vương gia. Y nhìn gương mặt Vương Phi, nói, đương nhiên, Vương gia cũng cần ta giúp đỡ. Có những việc bẩn thỉu mà hắn không muốn làm hoặc không thèm được, cuối cùng cũng cần người khác thực hiện. Vương Phi nở nụ cười, chậm rãi nói, ngài hiểu sai ý ta rồi. Điều ta không hiểu là, tại sao đến giờ ngài vẫn chưa biết hai tin tốt nhất? Tin tốt gì? Phạm Nhàn ngạc nhiên, tình thế trong cung tốt hơn ngài tưởng tượng nhiều lắm. Vương Phi cúi đầu nói, bởi người mà ngài quan tâm đã phản ứng nhanh hơn ngài tưởng rất nhiều. Con ngươi của Phạm Nhàn co lại. Gia quyến bị cung đình kiểm soát, sau khi trở về từ Đông Sơn xa xôi y luôn ẩn mình trong bóng tối. Do không dám liên lạc với những người trong phủ, những ngày qua y chỉ âm thầm móc nối với thế lực của Nhạc phụ. Đối với tình hình nhà mình, y chỉ biết sơ sài. Nghe Vương Phi nói, y chợt hiểu ý đồ của Thái hậu chưa được thực hiện hoàn toàn. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng y. Vương Phi nghiêm túc nói, đúng là có quân sĩ vào Phạm phủ, chuẩn bị lục soát, nhưng Phạm Thượng Thư không ở trong phủ. Ngày đó, sau khi ba kỵ sĩ vào kinh, Thượng Thư rời cung nhưng không về phủ mà được Tĩnh Vương đón thẳng tới. Vương phủ, Tĩnh Vương ra. Phạm Nhàn kinh ngạc, ý ngài là những ngày qua, gia phụ vẫn ở Vương phủ. Sao không có tin tức lan truyền? Vương Phi đáp, Phạm phủ đã bị phong tỏa, tất nhiên tin tức bên trong không thể truyền ra. Dù sao, Tĩnh Vương cũng là con ruột của Thái hậu, chung quy lão nhân gia cũng phải nể mặt con trai duy nhất sau khi hoàng đế qua đời. Vì thế, bên ngoài chỉ có quân lính do kinh đô phủ và hoàng cung liên hợp canh giữ chứ không dám xâm nhập vào trong. Phạm Nhàn im lặng lâu, sau đó cười lạnh, cái gì mà không dám, mặt mũi gì. Chẳng qua là Thái hậu tự cho rằng mình kiểm soát được kinh đô, chưa bắt được ta nên không vội động đến gia quyến. Phá hủy di chiếu, loại trừ công gia, sau đó Thái hậu mới dám hành động. Phạm Nhàn cười nhạt, còn tin tốt nào khác không? Vị tư tư cô nương sắp sinh. Vương Phi nói, cách đây hơn 10 ngày đã cùng quận chúa và Lâm Đại Thiếu gia đến trang viên của Phạm Phủ. Phạm Nhàn nhíu mày. Ngày đó Thái hậu tuyên triệu người nhà của ngài vào cung, thái giám tìm đến Phạm Phủ nhưng cuối cùng không thể thấy ai. Vương Phi bình tĩnh nói, bởi tư tư cô nương vốn không có trong phủ, ở trang viên cũng không thấy bóng dáng vị cô nương này. Cũng tức là, tư tư cô nương đã mất tích từ hơn 10 ngày trước. Vương Phi nhìn Phạm Nhàn, ánh mắt lộ vẻ khâm phục, cho nên ta không hiểu, đại nhân đã sắp đặt mọi thứ thỏa đáng tức trước rồi, rốt cuộc giờ đây vẫn còn lo lắng điều gì. Sắc mặt Phạm Nhàn vẫn bình thản như thường nhưng trong lòng đã cực kỳ chấn động. Sau khi đi đến trang viên Phạm Phủ tư tư đã biến mất, đây là sắp đặt của ai? Có phải là phụ thân không? Hay là phụ thân đã biết tin bệ hạ bị ám sát từ mười mấy ngày trước? Rồi suy luận ra những chuyện sau đó, rồi thu xếp một cách cực kỳ thỏa đáng. Không phải do ta. Sắc mặt Phạm Nhàn có phần khó coi, ta cũng không biết tư tư bị ai đưa đi, đến nơi nào. Vương Phi kinh ngạc, nhìn y một hồi lâu mà không nói nên lời, cũng đoán ra được có gì đó bất thường phía sau. Rốt cuộc là ai? Đã thay Phạm Nhàn sắp đặt việc này từ nhiều ngày trước. Cứ nhìn Phạm Phủ che giấu chuyện tư tư mất tích hơn 10 ngày, rõ ràng họ biết nguyên nhân. Phạm Nhàn cũng nhận ra điều này nên không còn lo cho tư tư mà rơi vào một trạng thái hoang mang. Y liếc nhìn Vương Phi, thấy vẻ kinh ngạc trong mắt cô. Lão thọt, Trần Viện Trưởng. Các bạn đang nghe chuyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1147, ai có thể giữ được tâm ý đạm bạc? 2. Trong lòng hai người cùng nảy sinh một câu trả lời tương đồng. Nhưng nếu suy luận từ đó, có lẽ sẽ chạm đến một sự thật nào đó rất hoang đường, cho nên cả hai đều khôn khéo không đào sâu. Phạm Nhàn nhíu mày nói, phủ đệ nhà vốn thân thiết với viện trưởng, nhưng gần đây kinh đô hỗn loạn, ta không thể quay lại viện, nghe nói trong viện cũng rối ren. Chẳng hay Vương Phi có biết vì sao lại như vậy? Vương Phi nhìn y, im lặng một lúc rồi đáp, mọi người đều biết, một khi bệ hạ không còn, động thái tiếp theo của Trần Viện Trưởng mới là thế nhưng chốt. Ta không tin trưởng công chúa không nhận ra điều này. Ngay ngày đầu, Thái hậu đã triệu Trần Viện Trưởng vào cung. Trước đây ta cứ tưởng ông ấy đã vào cung,
nhưng sau đó không có tin tức gì, mới biết có Uẩn Khúc. Phạm Nhàn vẫy tay, tuy 13 thành môn ti kiểm soát chặt chẽ, nhưng cũng không thể biến Trần Viên thành hòn đảo cô lập được. Lông mày y nhíu lại, kể từ khi trở lại kinh đô, y chỉ có thể âm thầm liên lạc với một số thuộc hạ trong viện. Không rõ chi tiết trong viện nhưng cũng có thể cảm nhận được do chuyện đề ti mưu phản nên giám sát viện đang trở nên bàng hoàng. Mà Trần Bình Bình vốn phải trấn giữ trong giám sát viện, không hiểu sao lại chưa vào kinh theo ý chỉ của Thái Hậu. Hay là tin đồn về việc bị trúng độc là thật? Trong lòng Phạm Nhàn tự hỏi. Vương Phi không biết y đang nghĩ gì nhưng cũng lên tiếng, có lẽ tin về việc bị đầu độc là thật. Phạm Nhàn thầm căng thẳng, với sức phòng thủ của giám sát viện, làm sao lại để ai đó đầu độc vào trà của Trần Bình Bình? Người ta đều nói liên quan tới đại sư dùng độc ở Đông Di Thành. Ban đầu ta nghĩ viện trưởng mượn cớ bị đầu độc để tách mình khỏi cuộc tranh chấp trong triều đình. Y nhắm mắt nói, nếu tin đồn đầu độc là thật, việc này sẽ rắc rối lắm. Đã xảy ra rắc rối lớn rồi. Vương Phi nhìn y nói, Thái Hậu vẫn khá tin tưởng Trần viện trưởng, nhưng chuyện bị đầu độc quá trùng hợp, chỉ sợ bà ấy sẽ có suy nghĩ khác. Nếu không nghĩ Trần viện trưởng đứng về phía ngài, Thái Hậu đâu thể quyết đoán chọn thái tử mà không để lại đường lui. Phạm Nhàn gật đầu, bản thân mình và mọi người đều nghi ngờ chuyện Trần Bình Bình bị đầu độc, Thái Hậu cũng vậy. Nỗi nghi ngờ như một mũi dao, khiến mọi người ngày càng đau đớn. Thái Hậu đã nghi ngờ Trần Bình như vậy, chắc chắn sẽ dùng lực lượng lớn nhất kiềm chế giám sát viện. Có vẻ nhiệm vụ đầu tiên của Tần Hằng sau khi nắm quyền kiểm soát quân thủ bị kinh đô là canh chừng Trần viện, chẳng trách trong đó không có tin tức gì. Lông mày Phạm Nhàn nhíu chặt hơn. Một ngày quân đội Tần gia không vào kinh đô, trong cung sẽ không xảy ra động tĩnh gì lớn. Nhưng Trần Bình Bình là người y lo lắng nhất. Nếu tin đồn đầu độc là thật, với sức phòng thủ của Trần viện, liệu có đủ sức chống cự đội quân tinh nhuệ của Khánh Quốc? Chúng ta phải nhanh chóng hơn nữa. Phạm Nhàn cúi đầu nói, nhờ ngài chuyển lời cho vương gia, có lúc hắn cần hạ quyết tâm. Bà nhà ta thì sao? Vương Phi nhìn y, yêu cầu vị tiểu phạm đại nhân đưa ra lời hứa cụ thể. Ta sẽ bảo đảm an toàn cho Ninh Tài Nhân. Phạm Nhàn nói rõ ràng, ta chỉ cần quyết tâm của vương gia. Hắn phải hiểu, cho dù cấm quân đang trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng vẫn có những thủ hạ trung thành từ thời Yến Đại Đô. Đốc, về lâu về dài, nếu Thái Hậu thay hắn ra khỏi vị trí thống lĩnh cấm quân, ta và ông ấy, chỉ có nước chờ ăn cướp thôi. Hai chữ ăn cướp thực sự thô tục, nhưng Vương Phi không cảm thấy phản cảm bởi tình hình hiện tại quả thực rất tồi tệ. Cô nhìn khuôn mặt cải trang của Phạm Nhàn, cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Toàn bộ thâm cung đều nằm dưới sự kiểm soát của triều đình, Phạm Nhàn dựa vào đâu mà dám cam đoan an toàn cho Ninh Tài Nhân. Nhưng cô hiểu, thân quận chúa hiện đang ở trong cung, Phạm Nhàn không thể mạnh miệng mạo hiểm tính mạng thê tử của mình. 13 thành môn ti là then chốt. Vương Phi kéo chén trà của Phạm Nhàn về phía mình, nhẹ nhàng nói, ngươi ngăn binh lính trung thành với Thái Hậu vào kinh, người nắm giữ vị trí này nhất định phải thuộc phe chúng ta. Phạm Nhàn thấy nhẹ cả người, biết cuối cùng vị phu nhân phía đối diện cũng quyết định thuyết phục tướng công của mình gây binh biến trong cung, cho nên mới bắt đầu bàn về chi tiết. Y suy nghĩ rồi đáp, như cô biết, ta vốn không có mối quan hệ gì với quân đội, về vấn đề thành môn ti, ta cũng không biết phải xử lý thế nào. Vương Phi thở dài, Tây Trinh quân của vương gia ngày trước đã tan rã từ lâu, trong kinh đô không còn nhiều thế lực, không thể so với hai nhà Tần, Diệp. Cô ngừng một lát rồi nói, dĩ nhiên, nếu Trần viện trưởng còn ở kinh, chắc chắn sẽ có cách ảnh hưởng đến 13 thành môn ti. Chương 1148, ai có thể giữ được tâm ý đạm bạc? À, đừng nhắc đến nữa. Nghe đến Trần Bình Bình, Phạm Nhàn cô nén cảm lạnh lẽo trong lòng, lắc đầu, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng giải quyết xong việc trong cung trước khi cửa thành mở. Quá khó khăn. Vương Phi nhìn thẳng vào mắt y. Phạm Nhàn kéo chén trà về phía mình, cúi đầu nói, ấm trà chỉ có một, nhưng cốc trà lại quá nhiều, đừng chỉ nhìn vào quân đội Tần gia, hãy nghĩ đến họ Diệp. Diệp Trọng tuân lệnh rời kinh đô không xa, tuy Thái Hậu lệnh cho hắn tới Định Châu nhưng ai biết mấy binh sĩ trinh phạt người Hồ của ông ta đi chưa? Vương Phi cắn môi, trong lòng giật mình. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ý đồ của lão nhị rất đơn giản, tạm thời đưa thái tử lên ngôi, nhưng trong ván cờ kinh đô, hắn ta cũng muốn chiếm một phần. Nếu Diệp gia không vào kinh, hắn làm gì có tư cách lên tiếng? Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều diễn ra dưới sự chấp thuận từ vị nhạc mẫu của ta. Phạm Nhàn xoa nhẹ thái dương, nói, không giống Thái Hậu,
trưởng công chúa điện hạ coi trọng sức mạnh quân sự, nếu cần giết vài nghìn người để ổn định triều đại, bà ta cũng không ngần ngại. Vương Phi im lặng một lúc rồi đứng dậy, nhìn Phạm Nhàn nói, cuối cùng vẫn phải đổ máu. Phạm Nhàn đáp, chính biến mà không đổ máu chỉ là tưởng tượng hoàn hảo hay may mắn tột độ. Tuy ta là người có vận may rất tốt, nhưng không dám trông chờ hoàn toàn vào may mắn. Đặc biệt là trưởng công chúa điện hạ đã có kế hoạch điên rồ như vậy, ta không tin bà ấy sẽ nhân từ. Nhìn chúng ta làm loạn trong cung mà không có hành động gì. Vương Phi gật đầu, ta sẽ chuyển lời của ngài cho vương gia. Phạm Nhàn mỉm cười, nói thẳng, ngài đã đến đây, có nghĩa là vương gia sẽ chấp nhận ý của ta. Lời này ngụ ý rằng đại hoàng tử hiểu rõ Phạm Nhàn muốn gì, chỉ muốn nhờ Vương Phi đến xem Phạm Nhàn còn bao nhiêu lá bài, có thể làm được gì. Bị lột mặt nạ, Vương Phi chỉ cười nhẹ, nhàng rồi nói, bây giờ Đạm Bạc Công có vẻ càng ngày càng tự tin nhỉ, tuy kinh đô đang nguy cấp nhưng vẫn có thể trò chuyện thong thả. Phạm Nhàn im lặng trong giây lát rồi đáp, quả thật ta đầy tự tin, chỉ cần quân đội hai nhà Diệp, Tần không kịp vào kinh. Đối với ta mà nói, kinh đô chỉ là thành trống không. Thật vậy, tất cả những nhân vật lợi hại nhất thiên hạ này đều bị Khánh Đế thu hút đến Đại Đông Sơn. Còn Phạm Nhàn, tuy bị thương, nhưng tâm thái và tự tin đã lên đến đỉnh điểm kể từ sau khi tái sinh. Vương Phi đột nhiên nói, ta cũng hơi ngạc nhiên. Tối qua, ngài liên kết các đại thần khởi sự trên triều đình hôm nay. Lúc này trong cung hẳn là cảnh máu chảy đầm đìa, u ám cực điểm. Cô nhìn sâu vào mắt Phạm Nhàn, những vị đại thần uyên bác kia vì ngài mà đứng về phe đối lập với Thái Hậu có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng ngài lại đứng bên ngoài quan sát, không biết đây là bình tĩnh hay máu lạnh. Vương Phi mỉm cười dịu dàng, đôi khi ta không khỏi thán phục ngài, biết cách khiến vô số người vì ngài mà xả thân, đổ máu, hy sinh mạng sống, chỉ để tìm lợi ích cho ngài. Nếu những đại thần kia có thể thấu hiểu điều này, liệu trước lúc lâm chung họ có la hét lui bước hay không? Nói đến đây, khóe miệng Vương Phi hơi nhếch lên với chút khinh bỉ. Theo cô, động thái của Phạm Nhàn nhằm đặt Thái tử vào thế khó xử và nguy hiểm tột độ. Phạm Nhàn chọn gây rối vào đêm trước lễ đăng quang của Thái tử, không cho bất cứ ai có cơ hội phản ứng. Nếu Thái tử giết chết các đại thần, đương nhiên sẽ rơi vào thế tự hại. Còn những vị đại thần ấy, dường như đang phải dùng chính cái đầu của mình để hô vang cho Phạm Nhàn. Khuôn mặt Phạm Nhàn dần trở nên bình tĩnh. Chuyện Thái tử đăng cơ bị cản trở tại Thái Cực Điện hôm nay, thực chất là nhờ vào sự trợ giúp từ nhạc phụ của y ở Ngô Châu, kích động hai vị đại học sĩ làm việc này. Về mức độ mạo hiểm của việc làm này, y cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Xét theo một góc độ nào đó, đúng là y đang liều tính mạng của những văn thần dũng cảm trong Thái Cực Điện. Đây quả thực là lựa chọn vô cùng mạo hiểm và ích kỷ, nên trước ánh mắt chế nhạo của Vương Phi, y không tranh luận gì, chỉ thản nhiên đáp, trộm có đạo, thần cũng có đạo. Trước kia, ta là người rất sợ chết, nhưng gần đây mới hiểu ra một điều, cái chết có thể nặng như Đông Sơn, nhẹ như lông hồng. Hai vị đại học sĩ Hồ Thư nguyện hy sinh vì lẽ phải trong lòng, đó là sự lựa chọn của bọn họ. Nặng như Đông Sơn, nhẹ như lông hồng. Vương Phi lặp lại câu nói, ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn. Cô cảm nhận được lần này gặp lại tiểu Phạm đại nhân này, tuy vẻ ngoài của y vẫn dịu dàng mang chút sắc bén, nhưng trong tâm tính dường như đã có sự thay đổi. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1149, ai có thể giữ được tâm ý Đạm Bạc? 4. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi, nếu vậy, tại sao công gia lại chọn cách ẩn mình sau bức màn, chứ không can đảm xông lên tiền tuyến? Xuất hiện đột ngột trong điện, công bố chiếu chỉ, đối mặt với thế vây hãm của cao thủ trong cung. Phạm Nhàn mỉm cười cay đắng, đúng là rất oai hùng, nhưng có vẻ khó mang lại kết quả tốt. Y thu liễm hết nụ cười, nói với thái độ nghiêm túc chưa từng thấy, 20 ngày trước, trên mặt cỏ của một đỉnh núi hoang, ta đã học được một vài thứ đi. Từ giờ trở đi, ta không còn sợ chết, tuy vẫn trân trọng từng phút giây hiện tại, nhưng nếu số phận đã định, ta mong sao cái chết của mình có chút ý nghĩa. Vương Phi im lặng. Phạm Nhàn nhắm mắt một lát rồi nói, không phải ta đang liều tính mạng những bậc văn thần đáng kính, nếu người nắm quyền bây giờ là trưởng công chúa, ta sẽ chọn cách làm khác. Nhưng người đang lên ngôi trong Thái Cực Điện lúc này là Thái tử, không phải là Lão Nhị. Y mở mắt, lạnh lùng nói, dưới vẻ đa tình của Lão Nhị ẩn chứa sự tàn nhẫn, ngược lại, ta vẫn có chút niềm tin vào Thái tử. Tin tưởng điều gì? Ta luôn nghĩ,
trong số huynh đệ chúng ta, thái tử là người hiền lành nhất. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, thái hậu tuổi cao, lòng từ bi, còn thái tử là người tốt. Vì thế, ta tin hôm nay sẽ không có cảnh đổ máu như ngươi lo sợ ở Thái Cực Điện. Phạm Nhàn phát cho vị thái tử điện hạ chuẩn bị lên ngôi trên Thái Cực Điện một tấm thẻ người tốt. Vương Phi cảm thấy khó hiểu, lắc đầu chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, Phạm Nhàn gọi cô lại, sau đó gọi Mã Tác Tác từ trong phòng bước ra. Y chăm chú dặn dò Vương Phi, ta sẽ không ở yên một chỗ trong kinh đô, cũng sẽ không quay lại hẻm Dương Thông nữa. Nhưng ta lo lắng cho sự an nguy của cô ấy. Vậy nên, ta mong Vương Phi đón cô về Vương Phủ. Vương Phi hơi bất ngờ, không ngờ trong hoàn cảnh này mà Phạm Nhàn lại quan tâm đến sự an toàn của Mã Tác Tác, càng không ngờ y lại đề nghị như vậy. Mã Tác Tác cũng giật mình nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nói tiếp, hiện tại Vương Phủ là nơi an toàn nhất kinh đô. Không chỉ vì Vương gia có lực lượng cấm quân hùng mạnh, chắc Vương Phi cũng hiểu ý ta. Vương Phi chậm rãi gật đầu, lần này triều đình xáo trộn có bóng dáng của thế lực ngoại bang. Cho dù là trưởng công chúa, cũng phải nhượng bộ một hai phần với đồng minh ngoại quốc, nhất là với tỷ tỷ của tiểu hoàng đế Bắc Tề. Khi ba người tiễn nhau tại cửa gỗ của tiểu viện, Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Vương Phi và nói, trước đây Vương Phi dùng đại nghĩa trách ta, giờ ta cũng phải nhắc Vương Phi điều này, hiện giờ ngài là Vương Phi của Khánh Quốc nên phải coi mình là người của Khánh Quốc, chứ không phải người Tề. Trong lòng, Vương Phi có phần giá lạnh, dường như càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Phạm Nhàn. Thu vừa sang, xe xe lạnh chứ không giá rét buốt xương, thế nhưng khi Vương Phi ngồi trên xe ngựa, cảm giác gió lọt vào từ khe rèm xe lại lạnh đến nỗi cô phải run rẩy vài lần. Mã Tác Tác được sắp đặt lên xe ngựa thứ hai theo lệnh của Vương Phi. Thật ra cho dù Phạm Nhàn không dặn bảo cô chăm sóc người con gái xứ Hồ bất hạnh kia, Vương Phi cũng không thể bỏ mặc cô gái ấy ngoài hẻm Dương Thông. Nếu cô gái chết đi, làm sao cô có thể đối diện với Vương gia? Vương Phi lại run rẩy một lần nữa. Trong xe chỉ có một mình cô, cho phép cô có đủ thời gian để nhớ lại những lời nói cuối cùng của Phạm Nhàn. Cô hiểu, Phạm Nhàn đã có một kế hoạch chu đáo cho toàn bộ sự việc này, chính vì thế y mới căn dặn cô như vậy. Về phần Phạm Nhàn này, từ ngày Vương Phi rời Bắc Tề gả về đây, suốt chặng đường bên cạnh y, cô đã quan sát tỉ mỉ, hiểu rõ sự lợi hại của y. Đặc biệt là cảnh tượng Dương Cung Bạt Kiếm trong Thái Cực Điện ngày hôm nay là do người này vung ống tay áo hình thành chỉ trong một đêm, khiến Vương Phi không khỏi cảm thấy một chút khiếp sợ trong lòng. Hiện tại, những thế lực đứng sau Phạm Nhàn đang bị triều đình giám sát, không thể tự do hành động, nhưng y vẫn có thể dựng lên một âm mưu lớn như vậy. Vương Phi thực sự không rõ Phạm Nhàn còn ẩn giấu những bí mật gì. Vì thế, cô quyết tâm kiên định đứng về phía Vương gia, đứng sau lưng Phạm Nhàn. Lịch sử cuối cùng luôn theo chân những kẻ chiến thắng. Xe ngựa về tới phủ Vương gia, Vương Phi dẫn Mã Tác Tác vào hậu viện. Sau khi gọi người hầu đến bố trí chỗ ở cho người con gái xứ Hồ này, cô một mình đi tới bên hồ, bước vào căn lầu giữa hồ. Cách đây nửa năm, trong lầu này đã từng chứa đựng tất cả con cháu hoàng tộc ngoại trừ thái tử. Nhưng bầu không khí hòa thuận trong triều đình bấy giờ đã nhanh chóng tan biến cùng với cái chết của Khánh Đế. Chương 1150, ai có thể giữ được tâm ý đạm bạc, 5. Các con cái của Hoàng đế đều đang tìm cách giết hại huynh đệ tỷ muội của mình. Vương Phi thở dài, ngồi bên cửa sổ và hỏi người luôn túc trực trong lầu, có tin tức gì từ phía Vương gia không? Người ấy cung kính đáp, phía cấm quân có một số động thái lạ, nhưng theo lời phó tướng truyền lại, Vương gia đang canh phòng tường thành Hoàng cung, có lẽ có thể kiểm soát được những người kia. Người này mặc bộ trang phục rất bình thường, có vẻ như là một quản gia. Tuy hắn ta nói chuyện với Vương Phi rất cung kính, song ánh mắt lại lộ ra vẻ không giống tâm tính thường thấy của một người hầu. Hắn ta nhẹ giọng hỏi, công chúa, vừa rồi có gặp được người đó không? Công chúa, chỉ có thể là người Bắc Tề mới gọi Vương Phi như thế. Vương Phi lặng lẽ gật đầu, một lúc sau bỗng lên tiếng, tạm thời giữ bình tĩnh với trưởng công chúa, không nên nói gì cả. Người kia cau mày, nói, thuộc hạ phụng theo nghiêm lệnh của Hoàng thượng, giúp trưởng công chúa điện hạ kiểm soát tình hình kinh quốc. Giờ đây Phạm Nhàn đã xuất hiện, chúng ta nên báo cho trưởng công chúa. Vương Phi nhìn hắn ta, từ tốn nói, ta không biết rốt cuộc thượng kinh đang nghĩ gì, nhưng ta chỉ biết là, hiện giờ Phạm Nhàn không thể chết được. Từ đoạn đối thoại này, có thể thấy người trông như một quản gia kia thực chất là gián điệp của Bắc Tề được phái đến kinh đô. Trong cuộc nội loạn Nam Khánh lần này,
hắn là nhân vật then chốt liên lạc với phe trưởng công chúa. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Phi, nói, công chúa điện hạ, xin nhớ điện hạ là con dân Đại Tề, đừng hành động theo tình cảm. Vương Phi cười nhạt, đáp, ta lo lắng cho ngươi thôi, nếu Phạm Nhàn thật sự chết đi, ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ tha cho ngươi chắc. Người kia vội vàng hít một hơi lạnh, không hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Nhưng suy ngẫm kỹ, quả thật tiểu hoàng đế Bắc nhà mình Tề rất coi trọng Phạm Nhàn. Nhưng, nếu muốn thực hiện ý chỉ của bệ hạ, làm sao nếu Phạm Nhàn không chết? Hắn hạ giọng nói, Hoàng thượng đã có chỉ dụ, Khánh Quốc nhất định phải loạn lạc. Và Hoàng thượng tin, chắc chắn Trần Bình Bình sẽ có âm mưu đến cùng. Nếu Phạm Nhàn không chết, Trần Bình Bình, Phạm Kiến và vị tiền tướng gia ở Ngô Châu kia đều sẽ không phát cuồng. Sau khi Khánh Đế băng hà, nhân vật thực sự có uy hiếp ở Khánh Quốc chỉ còn trưởng công chúa Lý Vân Duệ cùng ba lão già này. Hắn cúi đầu, nói càng lúc càng nhanh, hiện giờ, Thái hậu trong Hoàng cung Khánh Quốc đang nhìn chằm chằm vào bọn Trần Bình Bình và Phạm Kiến, khiến bọn họ không thể hành động. Nhưng nếu Phạm Nhàn thực sự gặp chuyện, chỉ sợ Hoàng tộc Khánh Quốc cũng khó áp chế hai người kia. Chỉ cần Nam Khánh thực sự hỗn loạn, cho dù cuối cùng ai thắng ai bại đều có lợi cho Đại Tề của chúng ta. Hắn cúi đầu nói, cái chết của Khánh Đế là một nguyên nhân gây loạn lạc, cái chết của Phạm Nhàn sẽ đốt lên ngọn lửa cuối cùng. Đó là ý của Cẩm Y Vệ hay là ý chỉ của Hoàng thượng? Ánh mắt Vương Phi hơi lung linh. Việc này không qua tay chỉ huy sứ mà hoàn toàn do thánh ý của Hoàng thượng. Tuy Hoàng thượng chưa nói thẳng, nhưng ý định rất rõ ràng, chắc hẳn cũng từng nghĩ đến cái chết của Phạm Nhàn. Vậy cuối cùng triều Đại Tề của chúng ta thấy phe nào sẽ chiến thắng? Hắn ngẩng đầu lên, im lặng một lát rồi nói, thấy phe của Phạm Nhàn sẽ chiến thắng. Vì vậy, Phạm Nhàn phải chết. Tại sao? Vương Phi ngạc nhiên hỏi. Cho dù có vương gia giúp đỡ, hắn cũng khó đương đầu với hai họ Diệp, Tần. Tiểu nhân không dám suy đoán thánh ý. Hắn bình tĩnh đáp, nhưng chắc Hoàng thượng tin tưởng Trần Bình Bình. Được rồi, giả sử được như lời Hoàng thượng, Phạm Nhàn chết, kinh đô hỗn loạn, cuối cùng Trần viện trưởng mượn được thiên binh thiên tướng. Vương Phi nhíu mày, mỉa mai nói, phe trưởng công chúa thất bại, những người đứng sau lưng Phạm Nhàn lại một lần nữa nắm quyền lực trong Khánh Quốc. Rồi sao nữa? Chẳng khác nào lúc Phạm Nhàn còn sống. Nếu họ thắng, với mối quan hệ tốt đẹp giữa Phạm Nhàn và triều đình ta, thiên hạ sẽ thái bình đến mấy chục năm. Người kia ngơ ngác nhìn Vương Phi, sau một lúc mới nói, công chúa, chẳng lẽ ngài thật sự không hiểu ý định của Hoàng thượng ư? Ý định gì? Vương Phi nhíu mày. Người kia thì thầm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Phạm Nhàn. Nhưng nếu tình hình thực sự hỗn loạn, vương gia nắm trong tay cấm quân, lại thêm từ trước đến nay vẫn thân thiết với Phạm Nhàn. Trần viện trưởng coi hắn như con cháu, Phạm thượng thư đau khổ vì mất con. Xét theo mọi góc độ, cơ hội của vương gia là lớn nhất. Thân thể Vương Phi chấn động, hít một hơi lạnh, ngước nhìn người kia, bấy giờ mới hiểu ra hoàng đệ ở Thượng Kinh Thành đang tính toán mưu kế đen tối và đáng sợ đến như vậy. Vị đệ đệ hoàng đế trong Thượng Kinh Thành không chỉ muốn giết vị đang ngồi trên ngai vàng, bởi nếu một khánh đế qua đời, một khánh đế khác lên thay, miễn sao Khánh Quốc không suy yếu, thế cục ba nước vẫn không thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.